Vụ pitbull tấn công khiến mẹ già 82 tuổi qua đời, hình phạt nào dành cho hai người con ruột? Những ngày qua, sự kiện một bà cụ qua đời do bị chó pitbull tấn công nhưng lại được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng do sự việc tương tự đã xảy ra nhiều lần nên không ít người dân tự hỏi về chế tài của chú chó là gì. Ngày 18 tháng 5, Công an thành phố Dĩ An, Bình Dương cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ một cụ bà qua đời do bị chó pitbull tấn công. Nạn nhân là bà DTV, 82 tuổi, ngụ ở phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, anh NMT, sinh năm 1982 và vợ là chị TTTT, sinh năm 1979, sống chung với bà DTV, sinh năm 1941, tại đường Thống Nhất, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An. Tại đây, anh T có nuôi hai con chó loại pitbull, giống chó có nguồn gốc từ châu Mỹ, có bề ngoài vạm vỡ, cơ bắp thường được dùng để tham gia trọi chó và béc dê, giống chó chăn cừu có nguồn gốc từ Đức nhốt trong chuồng sắt. Khoảng 19 giờ tối 16 tháng 5, chị T dẫn con chó pitbull đi ra ngoài cho ăn. Lúc này bà V đang ngồi trên võng trong nhà cách vị trí cho chó ăn khoảng 15 mét. Do bà V bị lãng tai nên ngồi trong nhà nói vọng ra ngoài lớn tiếng, vốn tính hiếu chiến nên chó pitbull lao đến tấn công bà V. Do nạn nhân đã cao tuổi nên không thể kháng cự hay bỏ chạy. Lúc này chị T phát hiện chó tấn công mẹ mình nên lập tức chạy lại kéo con chó ra ngoài. Tuy nhiên, con chó to lớn hung hăng nên không thể kéo được. Sau khoảng 2 phút bị chó tấn công, trước sự bất lực của con gái, bà V đã qua đời. Người thân sau đó cũng khống chế được con chó đưa vào chuồng sắt, đồng thời trình báo cơ quan công an. Lãnh đạo công an thành phố Dĩ An cho biết thêm, thời điểm cơ quan chức năng tiếp cận để khám nghiệm, con chó pitbull này rất hung hãn và có phản ứng dữ dội. Lực lượng chức năng sau đó phải gây mê con chó này mới có thể tiếp cận. Cũng theo người nhà nạn nhân, con chó pitbull này nặng khoảng 40 kg, từ trước tới nay chưa cắn ai, tuy nhiên nó lại tỏ ra hung hãn với người già và trẻ em. Mặc dù là chủ nhân, người trong gia đình nhưng vẫn bị chó tấn công không thương tiếc. Nhiều người dùng mạng xã hội không giấu được sự bức xúc và lo ngại khi trong quá khứ đã có rất nhiều vụ việc đau thương liên quan đến giống chó này. Theo Inside Dog World, trong danh sách 10 giống chó nguy hiểm nhất đối với con người thì pitbull xếp vị trí đầu tiên. Một đặc điểm chúng ta cần lưu ý khi vô tình tiếp xúc với loài chó này là chúng có tập tính lãnh thổ cao, nghĩa là chúng sẽ tấn công bất cứ đối thủ nào đi vào khu vực của chúng. Liên quan đến vụ việc, trao đổi với báo chí, luật sư Lê Việt Hùng, đoàn luật sư tỉnh Bình Phước cho biết, trường hợp này chủ nuôi chó phải chịu trách nhiệm dân sự, bồi thường thiệt hại nếu có lỗi. Tuy nhiên, việc bồi thường này chỉ đặt ra khi gia đình nạn nhân có yêu cầu. Trong khi đó, một cán bộ điều tra đang công tác tại công an tỉnh Bình Dương cho biết, chủ nuôi chó phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp sơ suất việc quản lý, nuôi thả chó gây ra hậu quả chết người, tội vô ý khiến người khác qua đời theo điều 128 Bộ luật hình sự 2015. Cụ thể, người nào vô ý gây ra sự việc đau lòng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1 năm đến 5 năm, phạm tội vô tình khiến hai người qua đời trở lên thì bị phạt tù 3 năm đến 10 năm. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nạn nhân bị chó tấn công là người thân trong gia đình, hiện trường xảy ra ngay tại nhà nên việc áp dụng điều 128 là khó xảy ra. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, do nạn nhân là mẹ của chủ vật nuôi nên dù không đề nghị, bổn phận của họ phải lo, trừ trường hợp bỏ mặc nạn nhân. Còn với một nguồn tin khác thì cho biết, chủ nhân của chú chó pitbull này có thể sẽ bị xử lý vi phạm hành chính là 1 đến 2 triệu đồng cho hành vi không đeo dọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó.